Chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DAT. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một mạch mới, đó là mạch kích tạo trẻ đấu ngắt relay 2 kênh. Mạch thường được ứng dụng để điều khiển đấu ngắt thiết bị DC hoặc AC với dòng tải tối đa lên đến 10A hoặc kết hợp với các cảm biến, nút nhấn và các mô đun khác nhau để tạo các ứng dụng khác nhau. Với hai cổng domino để cấp nguồn DC 12V và mạch trẻ. Kế bên, đó là hai chân kích cổng domino in1 và in2 tượng trưng cho hai relay 1 và 2. Ở đây, mạch trẻ của chúng ta sẽ được kích ở mức cao nha các bạn. Như chúng ta đã thấy, phía trên là các domino tương ứng cho các tiết điểm thường đóng và thường hở của relay. Và mạch chúng ta sẽ sử dụng nguồn DC 12V để hoạt động. Và để có thể xem được các thông tin chi tiết khác cũng như sơ đồ lắp đặt, các bạn có thể truy cập dat.com tìm kiếm với mã của sản phẩm. Bên trong website sẽ có ghi các thông tin chi tiết khác của mạch, sơ đồ lắp đặt và các video hướng dẫn. Đặc biệt là các video hướng dẫn và chương trình khuyến mãi sẽ được cập nhật trên YouTube và fanpage của điện tử DAT. Các bạn hãy nhớ like và theo dõi fanpage cũng như đăng ký kênh YouTube để không phải bỏ lỡ bất kỳ video hay chương trình khuyến mãi nào. Xin chào và hẹn gặp lại.